Chào bạn, bạn đến từ đâu, bạn tên gì và có thể giới thiệu về mình nhé. Xin chào chị, xin chào mọi người, em tên là Quốc Bảo. Mọi người thường gọi em là Bảo Bảo. Em đến từ Tây Ninh. Lý do gì mà khiến bạn đến với chương trình Thách Thức Danh Hài này? Đến với chương trình này tại vì trước tiên là đam mê về diễn xuất. Em rất là thích xuất diễn xuất luôn, thích sân khấu, thích từ nhỏ luôn. Xong rồi cái thích chương trình rồi, thấy chương trình nó vui vui rồi mình đi thử sức của mình coi là cái khả năng của mình tới đâu. Nhìn bạn vui quá ha, nhìn bạn ở ngoài chắc nhiều người khen hài cũng nói đi thi đúng không? Dạ, mọi người kêu em là ôi trời sao mày điên cái gì. Rồi nói em là nói chuyện coi hài đó, em hay bung lụa rồi mọi người cũng vui lắm. Xong rồi mọi người xúi em đi thi. Rồi sáng nay mình đến từ mấy giờ? Em đến đây từ lúc 7 giờ. Từ trang điểm ở nhà hay lên đây mới trang điểm? Dạ, lên đây xong rồi kêu số danh ra, đăng ký xong rồi em mới đi. Nãy mình chuẩn bị bao nhiêu tiểu phẩm rồi? Dạ, tầm 3-4 căn. Mê anh Trấn Thành hay anh Trường Giang gì không? Trời ơi, mê anh Trấn Thành lắm. Mọi người còn hay nói em giống Minh Dự nữa đó chị. Đúng rồi, giống thiệt. Có chửi hôm nay mới có chửi không? Dạ không, em chửi thích, ít hơn anh Minh Dự. Bạn làm nghề gì nhờ? Dạ em công tác ở mảng đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên là trường gì? Dạ. Ở trường gì? Không, em làm ở xã. Rồi, cảm ơn bạn nha, có gì chúc bạn may mắn thật nhiều nha. Cảm ơn. Dạ bạn đã giới thiệu về mình đi. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Tinh Khê đó cả nhà. Em tên là Nguyễn Thị Tinh Khang, em đến từ Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Dạ. Buôn Ma Thuột là mình lên đây từ khi nào? Dạ em tới đây cũng 5 giờ rưỡi sáng á chị. Buôn Ma Thuột mình đi qua Đà Lạt cát thì có gần hơn không ạ? Dạ đi hơn chắc hơn 5 tiếng chị. Dạ. Tại sao mình không thích đi Đà Lạt mà thích đi Hồ Chí Minh? Dạ thì niềm đi và niềm đam mê của mình đó chị. Thứ nhất là được đi lên sân khấu nè, thứ hai được tỏ lòng mình, sức đam mê của mình, thứ ba nữa là được gặp cả hai anh đẹp trai. Hôm nay bạn mang đến bao nhiêu tiểu phẩm? Dạ. Hôm nay bạn mang đến bao nhiêu tiểu phẩm? Dạ ở nhà thì chuẩn bị 5 tiểu phẩm mà lên đây mừng quá, thấy đông khán bạn, thấy đông người quá, quên giờ, không biết giờ đang rung rất là rung lắm. Không biết là mình cố nhưng mà phải cố hết sức. Rất là cố hết sức. Mà nhìn mặt bạn là cũng thấy hài, mới đầu tư trang phục được quá mà. Dạ. đang rất là hồi hộp chị ơi. Dạ. Bạn là số báo danh bao nhiêu? Dạ 13. Em đi thi cùng với mẹ em gắn lên trên người rồi. Em cũng gắn. Dạ. Hai mẹ con đi thi luôn. Dạ. Mẹ bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em năm mấy hả? 53 tuổi rồi. Có bạn là bao nhiêu tuổi? Dạ em 30. Dạ. Cũng nhìn trẻ vậy, trẻ hơn nhà mình luôn rồi. Dạ. đến với Thách Thức Danh Hài thì vui là chính, thỏa sức mình đam mê và rồi, chào hai em. Em có thể giới thiệu về mình không? Hai em còn là học sinh ạ? Dạ, đúng rồi. Em là Minh Thư. Em là Ngọc Quỳnh. Hai tụi em học trường trung học phổ thông Tinh Linh đến từ Bình Thuận. Hôm nay tụi em muốn tham gia chương trình để thử thách bản thân của mình. Hai bạn thi chung à? Dạ, đúng rồi. Hai đứa có học cùng lớp không? Dạ không, em học 12, đây học 11. Tụi em ở trong đội diễn của trường á, nên quen biết nhau rồi đi với nhau. Hôm nay mình đến đây bao nhiêu tiểu phẩm rồi? Dạ 4 tiểu phẩm. Chắc cười không? Dạ em cũng không biết nữa. Thôi nhưng mà thấy hai đứa dễ thương rồi. Mà hai bạn đến đây với lý do là gì? Tại sao mình lại đến với chương trình? Dạ vì đam mê. Tụi em thích rất là lâu rồi nhưng mà đây có cơ hội nên tụi em mới đi được. Mình là vẫn còn đang đi học mà. Hôm nay có phải nghỉ học đi không? Dạ có. Tại sao không để ngày mai đi? Dạ không, tại vì tụi em học thứ bảy nữa nên em đi sớm để về để thứ hai em thử thử. Tạm biệt mọi người ha. Chúc hai bạn may mắn nha. Dạ, cố lên, cố lên. Chúc má. Dạ rồi, em chào anh. Không biết mình tên gì anh nhỉ? Mình tên là Ali Buôn Giác. Ali Buôn Giác. Dạ. Anh đến từ đâu vậy? Từ Đắk Lắk. Đắk Lắk. Lý do gì mà khiến anh đến với chương trình Thách Thức Danh Hài ạ?
vợ mình nó xui đi. Vợ xui đi à? Vợ nó thích thằng Ngô Quang Huy á. Nên là nó muốn tặng quà cho Ngô Quang Huy. Rồi tại sao mà vợ không đi mà lại bắt anh đi? Nó bị say xe, nó không đi được. Nên là nó bắt mình đi lên để tặng quà cho Ngô Quang Huy, xong rồi mình về thôi. Mà có thì mình diễn luôn. Mình cũng chuẩn bị được vài thực phẩm. Mình có yêu thích hài hay có ai nói mình hài hước không? Ở nhà thì không ai nói hài, nhưng mà ở hàng xóm mình nó kêu là hơi khùng khùng. Hơi khùng khùng tí. Anh ở Đắk Lắk lên à? Đắk Lắk mà sao mình không đi kết ở Đà Lạt cho nó gần? Không, tại mình có bạn ở đây á, bạn mình làm ở đây nữa nên là mình cắt đây luôn cho nó gần. Rồi anh có lời nhắn nhủ gì với vợ mình ở nhà không, là yên tâm là anh sẽ vợ cứ ở nhà yên tâm mà làm, còn chồng lên đây là sẽ tặng quà cho Ngô Quang Huy. Mình có con gì cho anh nhận? Mình có một đứa rồi. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Con mình 6 tuổi. 16 tuổi. 6 tuổi. 6 tuổi. Đáng lẽ hai vợ chồng đi thi không chứ? Không, nó xe xe nó không đi được, tất cả nó ở nhà nó làm nữa. Nó làm chủ yếu là nó làm. Còn mình là đi săn bắt rồi thôi. Chứ chủ yếu là nó làm nương rẫy. Rồi có gì chúc anh may mắn nha anh. Cố lên, bye bye. Chào bạn. Bạn có cảm nghĩ gì khi bạn đến tham gia chương trình casting của Thách Thức Danh Hài Mùa Sáu? Bạn có thể nêu một chút cảm nghĩ của bạn không? Nói chung là thật sự là nói là em đi rất là vui. Mà cái chương trình này là rất là đam mê luôn. Mà đi nhiều lần thì cảm động từ trường rớt rồi á. Nhưng mà cũng tâm tại vì đam mê là không có giới hạn luôn. Cho dù đi casting chỗ nào cũng đi tới hết. Dạ hả? Thích nhất cái gì ở chương trình này? Nói chung là chương trình này nó cũng có ý nghĩa là đem tới những niềm vui. Nói chung là đem tới niềm vui cho người khác, tạo niềm vui tiếng cười và tạo sự thoải mái, giống như là xả stress sau nhiều giờ làm việc khác. Có thể là mở những cái video lên những cái clip mà mình coi. Bạn có muốn trở thành những gương mặt sáng giá mang được cái bảng 100 triệu về không? Nói chung cái điều đó thì ai cũng mơ ước hết, nhưng mà đối với mình thì cái duyên nó tới thì mình nhận thôi, không có nhận. Bạn có đi đây là vì niềm đam mê, vì đam mê hỏi chứ không phải là gì. Đam mê diễn xuất hả bạn? Bạn có thể là một cái kiểu mà đáng yêu, thiệt là đáng yêu để kêu gọi mọi người cánh tin mùa sáu không? Kiểu giống như là lái chim vậy chứ. Hay là diễn một cái tiểu phẩm mà ngắn thiệt là ngắn á. Có thể là gọi là diễn tặng nhé. Ok. Ai thương tình xin ngồi dừng trái cây. Mời bác, mời cô ghé mua hồ. Ai mua dùm trái em chân tâm. Đó là em đang bị đau họng không có hát. Không sao. Rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc bạn may mắn trong vòng casting này và trở thành những gương mặt sáng giá của chương trình nha. Dạ, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn.